Mái nhà thể thao Công an Nhân dân, hành trình vĩ đại của Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Nếu gặp Nguyễn Thị Ngọc Huyền mà không có bộ quần áo đồng phục của đoàn thể thao Việt Nam thì khó ai nghĩ được cô gái nhỏ bé này lại là một vận động viên với hơn 11 năm luyện tập, thi đấu chuyên nghiệp và vừa giành huy chương vàng ASEAN 19. Mối duyên của Ngọc Huyền với môn cầu mây đến khá bất ngờ. Đó là năm Huyền 13 tuổi, một huấn luyện viên cầu mây từ trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân về địa phương khảo sát, Huyền được giáo viên thể dục gọi xuống sân trường. Tại đây cô gái nhỏ lần đầu thử các động tác với cầu mây. Huyền chia sẻ, lúc đó cô chỉ biết làm đúng những gì vốn hay thực hiện khi chơi cầu trinh với bạn bè trước đó. Bất ngờ là chỉ vài hôm sau, Huyền hay tin được tuyển chọn vào trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân. Đứng trước ngã rẽ cuộc đời của cô con gái, ban đầu gia đình và cả cô giáo chủ nhiệm đều không mấy tán thành. Nhưng Huyền đã thuyết phục mọi người thay đổi ý kiến sau khi thể hiện niềm ham thích của mình với môn cầu mây. Lần đầu xa nhà ở tuổi 13 nhưng cô gái nhỏ xứ Thanh tỏ ra khá bản lĩnh. Huyền kể, đêm đầu tiên tới trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân, nhiều bạn đồng trang lứa đã khóc vì nhớ nhà nhưng em thì không. Đến giờ, em cũng không cắt nghĩa nổi bản thân lúc đó tại sao lại cứng cỏi đến thế. Em nghĩ đó có thể là cái duyên của em với thể thao Công an Nhân dân. Lúc mới đến, thầy cô giáo tâm lý lắm ạ. Các thầy cô tặng chúng em mỗi người một con gấu bông để ôm lúc ngủ. Không biết các bạn thế nào nhưng từ đó, em thấy ấm áp và thoải mái với nơi ở mới này. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân như ngôi nhà thứ hai của em. Niềm đam mê võ karate và hành trình huyền diệu của Nguyễn Ngọc Trâm, trong khi cơ duyên của Huyền với môn cầu mây có phần tình cờ thì hành trình gắn bó với môn võ karate của Nguyễn Ngọc Trâm lại là kết quả của niềm đam mê từ nhỏ. Tình yêu với môn karate của cô gái sinh năm 2002 đến từ những bộ phim hoạt hình siêu nhân. Yêu thích những động tác võ thuật trong phim, Trâm đã xin gia nhập lớp karate tại trường tiểu học Đức Giang nhưng không được gia đình đồng ý. Để thỏa mãn niềm đam mê của mình, cô bé Nguyễn Ngọc Trâm khi đó mới học lớp 4 quyết định học lén bằng cách theo dõi lớp học từ hành lang tầng 2 của trường. Đến khi thầy giáo phát hiện, thầy đã mời bố mẹ Trâm lên để thuyết phục cho cô theo học võ. Gia nhập thể thao Công an Nhân dân, cô gái nhỏ sớm bộc lộ tài năng với tấm huy chương vàng tại giải đấu quốc tế ở Thái Lan khi mới 12 tuổi. Và bước ngoặt đến với sự nghiệp thể thao của Trâm khi vận động viên Công an Nhân dân được bổ sung vào đội kata nữ cùng các đồng đội Lưu Thị Thu Huyên, Nguyễn Thị Phương trước thềm SEA Games 31 tại Việt Nam. Trâm chia sẻ, đó là may mắn mà cô rất trân trọng khi được luyện tập và thi đấu cùng các đồng đội tài năng. Từ đó đến nay, Trâm đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm 2 huy chương vàng SEA Games, 2 huy chương bạc châu Á và mới nhất là huy chương vàng ASEAN 19. Những tấm huy chương năm 2023 chưa kết thúc nhưng có thể nói là một năm thành công của Ngọc Huyền khi cô gái sinh năm 1999 đoạt được 3 tấm huy chương vàng và 3 huy chương bạc tại các giải đấu lớn. Đáng kể nhất trong đó là chiến tích tại giải vô địch cầu mây thế giới lần thứ 3 tháng 6 năm 2023, hay còn được gọi là giải cầu mây King Cup được tổ chức tại Kora, Thái Lan, từ ngày 9 đến 16 tháng 7. Huyền cùng đồng đội đã giành chiến thắng trước tuyển Indonesia để bảo vệ thành công huy chương vàng nội dung cầu mây nữ 4 người. Năm ngoái, tuyển Việt Nam cũng đã xuất sắc hạ chủ nhà Thái Lan trong chung kết nội dung 4 nữ để giành huy chương vàng thế giới. Huyền đoạt huy chương vàng ASEAN 19 và Trâm ghi dấu ấn tại giải vô địch châu Á chỉ vài tháng sau chiến thắng tại Thái Lan. Tại Trung Quốc, Huyền và đồng đội tiếp tục gặp lại tuyển Indonesia trong trận chung kết nội dung 4 người. Lần này, dù để đội bạn dẫn trước, nhưng với bản lĩnh của nhà vô địch thế giới, các cô gái Việt Nam đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng chung cuộc, qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ hai tại ngày hội thể thao lớn nhất châu Á. Trước đó, Ngọc Huyền cũng giành huy chương vàng cầu mây đôi nữ tại SEA Games 32 được tổ chức ở Campuchia. Để có những thành công liên tiếp đó, Huyền cùng đồng đội phải trải qua những ngày luyện tập vô cùng khắc nghiệt. Trước ASEAN 19, có những giai đoạn, cô gái xứ Thanh và các đồng đội tập luyện từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Các cô gái vàng của cầu mây Việt Nam tự giác tập thêm 1-2 tiếng ngoài 6 tiếng luyện tập chính để cùng nhau căn chỉnh từng động tác cho đến khi nhuần nhuyễn, tự tin thi đấu. Với Nguyễn Ngọc Trâm, 2023 cũng là năm sự nghiệp thể thao có những dấu ấn lớn. Cô gái người Hà Nội đã tự hào chia sẻ về mục tiêu của mình trong năm 2023 và cho biết đã hoàn thành sau khi đoạt tấm huy chương vàng ASEAN 19. Ngoài tấm huy chương vàng SEA Games 32 ở Campuchia, nữ võ sĩ Công an Nhân dân cũng đoạt thêm huy chương bạc giải vô địch châu Á. Tại đấu trường đó, Trâm và đồng đội chỉ đứng sau mỗi đội tuyển Nhật Bản đất nước khai sinh môn karate, đồng thời cũng là ứng viên nặng ký cho tấm huy chương vàng môn võ này ở các giải đấu quốc tế. Trâm cho biết, hiện tại, karate không chỉ là sự nghiệp mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nói chuyện với chúng tôi, cô gái 21 tuổi say mê chia sẻ về hành trình gắn bó và vẻ đẹp tiềm ẩn của môn võ xuất xứ từ Nhật Bản.
để có những bài quyền chinh phục các ban giám khảo tại những giải đấu lớn, Trâm và đồng đội phải trải qua những chuỗi ngày tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Có những thời điểm, Trâm phải dậy từ 5 giờ.